Bài thứ bảy. Một La Mã. Hư không từ chân tâm biến hiện. A Nan, hư không vô hình nhưng các hình sắc mà hiện bày ra như ở trong thành Thất La này. Khi dân chúng mới cất nhà thì họ đào giếng để múc nước. Đào một thước đất thì thấy có một thước hư không hiện ra. Đào xuống 10 thước thì thấy có 10 thước hư không hiện ra. Hư không cạn hay sâu là tùy người đào nhiều hay ít. Vậy hư không này là do đất sanh, do đào mà có, hay không do đâu mà tự sanh? A Nan, hư không này nếu không do đâu mà tự sanh thì khi chưa đào sao không thấy có hư không mà chỉ thấy đất đặt? Còn nói hư không do đào mà có thì khi quăng đất ra đáng lẽ phải thấy hư không vào. Nếu quăng đất ra trước mà không thấy hư không vào, thời sao lại nói hư không do đào đất mà có? Nếu hư không không ra vào, thời đáng lẽ nó cùng với đất không khác. Nếu không khác, thời đồng với đất. Vậy khi quăng đất ra sao chẳng thấy hư không ra? Nếu nói hư không do đào đất mới có, thời khi đào đáng lẽ phải ra hư không, chứ sao lại ra đất? Còn nói hư không chẳng do đào mà ra thì khi đào ra đất tại sao thấy có hư không? Các ông nên chín chắn quan sát. Đào là từ nơi tay người, tùy theo chỗ mà đào. Còn đất cục là nhân chỗ đất cái dời đi. Đào là việc thật, còn hư không thì trống không. Hai cái không dính líu gì với nhau, không hòa, không hiệp. Vậy hư không từ nơi đâu mà ra? Không lẽ không nhân đâu mà hư không tự có? Các ông biết trong chân tâm, tánh, bản thể của hư không, tâm là chân giác. Tâm, tánh, bản thể của giác, tâm là chân không, vốn sẵn thanh tịnh, khắp giáp cả pháp giới. Tùy theo tâm chúng sanh thế nào thì nó hiện ra thế ấy. Một chỗ đào giếng thì một chỗ có hư không. Khắp cả trong thế gian đều đào giếng thì khắp cả thế gian đều có hư không. Tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra, không có phương hướng xứ sở gì. Người trong thế gian không biết, khởi tâm phân biệt so đo, chấp là nhân duyên sanh hoặc tự nhiên có, vân vân, đều không đúng cả. A Nan, ông nên biết, hiện tiền tánh của năm đại đất, nước, gió, lửa và hư không vốn viên dung khắp giác, không lay động, đều là chân tâm cả, không có sanh và diệt, chỉ tại các ông mê muội không biết mà thôi. Lược giải. Đất, nước, gió, lửa và hư không, năm đại này thuộc về phần vật chất, đại diện cho các cảnh vật. Hai đại sao, kiến và thức, là thuộc về phần tinh thần, đại diện cho các thức. Hai La Mã, các giác quan từ chân tâm biến hiện. A Nan, cái thấy không tự thể, nhưng đối với cảnh vật và hư không mà có. Như ông ngày nay ngồi trong rừng Kỳ Đà, sớm mai thấy sáng, chiều lại thấy tối, đêm không trăng thời thấy tối, có trăng lại thấy sáng. Nhưng có tối và sáng nên ông mới thấy có phân biệt. Vậy cái thấy này cùng với tối, sáng và hư không là một thể hay không phải một thể, đồng hay khác? Này A Nan, khi tối thì không có sáng, khi sáng không có tối. Nếu cái thấy này cùng với tối đồng một thể thì khi sáng đến cái thấy phải mất. Còn cái thấy này cùng với cái sáng đồng một thể thì khi tối lại cái thấy phải diệt. Nếu cái thấy diệt, thời làm sao thấy tối và thấy sáng?
Lại nữa, tối và sáng khác nhau, còn cái thấy lại không sanh diệt. Như thế thời làm sao nói đồng một thể được? Nếu nói cái thấy cùng với tối, sáng và hư không chẳng phải một thể, thì rời tối, sáng và hư không, ông hãy chia riêng cái thấy của ông ra, xem thử hình tướng của nó thế nào. Nếu trời tối, sáng và hư không, thì cái thấy của ông như lông rùa, sừng thỏ, nghĩa là không có. Khi phân tách ra tối, sáng và hư không, ba cái đều khác, thì cái thấy của ông ở chỗ nào? Lại nữa, tối sáng trái nhau, thế nào nói đồng được? Rời tối, sáng và hư không ra, không có cái thấy, thì làm sao nói khác được? Không thể chia tranh đây là hư không, kia là cái thấy được, thời làm sao lại nói không đồng? Tối sáng chẳng đồng, còn cái thấy không biến đổi, thì sao lại nói không khác? Ông nên chín chắn suy xét, cái sáng là từ nơi mặt nhật, cái tối thuộc ban đêm, chỗ trống thuộc hư không, nơi bích là thuộc về đất. Cái thấy có biết còn hư không không biết? Không phải hòa, không phải hiệp. Vậy cái thấy từ nơi đâu mà sanh? Không lẽ tự nhiên có? Các ông không biết, trong chân tâm, cái tánh của thấy là tâm. Giác minh, tâm là tánh của thấy, vốn sẵn thanh tịnh khắp cả pháp giới. Tùy tâm của chúng sanh phân biệt như thế nào thì hiện ra theo sự hiểu biết của chúng sanh như thế ấy. Như một con mắt là có một cái thấy, nếu nhiều con mắt thì có nhiều cái thấy. Cho đến tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc, ý biết, sáu giác quan cũng vậy, đều khắp cả pháp giới, tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra, không có phương hướng xứ sở gì. Lược giải. Như điện, dao đèn thì đèn cháy, dao quạt, quạt lại xoay, vân vân. Điện không có phương hướng xứ sở gì, chỉ tùy duyên phát hiện. Còn tâm cũng thế, tâm vẫn là một. Nếu đến mắt thì thấy, còn đến tai thì nghe, vân vân, tùy duyên phát hiện. Thấy, nghe, hay, biết, sáu giác quan kể là một, cùng với hư không và bốn đại thành ra sáu đại. Tánh nó viên dung, vốn không lay động, đồng một thể chân tâm, không sanh không diệt. Thế gian vì mê lầm không biết, sanh tâm phân biệt, chấp cho nhân duyên sanh hoặc tự nhiên có, đều không đúng cả. Ba la mã thức phân biệt từ chân tâm biến hiện. Này A Nan, cái thức phân biệt không có căn nguyên, nhân sáu căn và sáu trần mà vọng hiện. Ông này dùng mắt xem khắp trong hội này, thì con mắt của ông chẳng khác nào như cái kiến chiếu cảnh, không có phân biệt gì riêng khác. Rồi cái thức của ông mới khởi lên, tuần tự phân biệt. Đây là ông Văn Thù, kia là ông Phú Lâu Na, đó là ông Mục Kiền Liên, nọ là ông Tu Bồ Đề, vân vân. Vậy cái thức hiểu biết phân biệt này, từ cái thấy sanh hay từ nơi cảnh vật sanh, từ hư không ra hay không do đâu mà tự xuất hiện? A Nan, nếu nói cái thức của ông từ nơi cái thấy sanh, mà không có tối, sáng, cảnh vật và hư không bốn món, thì cái thấy của ông không có. Cái thấy còn không có, thời cái thức phân biệt kia làm sao từ nơi cái thấy mà sanh được? Còn nói thức phân biệt này từ cảnh vật sanh, chứ không phải từ nơi cái thấy. Nếu không có cái thấy để thấy tối, sáng, cảnh vật và hư không các tướng, thời cái thức của ông từ nơi đâu mà sanh được? Còn nói thức từ hư không sanh, không phải từ nơi cảnh vật và cái thấy. Nếu không có cái thấy, thời không thấy được sáng, tối, cảnh vật và hư không. Còn nếu không có các cảnh vật,
thì thấy, nghe, hay, biết không từ nơi đâu mà có. Nếu nói thức không phải từ cảnh vật và cái thấy sanh, như thế thì nó đồng với cái không. Còn nói nó có mà không phải đồng cảnh vật, thì dầu cho cái thức của ông có phát sanh ra nữa cũng không thể phân biệt cái gì được. Nếu nói thức không nhân đâu, thoạt nhiên xuất hiện, thì sao khi ban ngày ông không thể phân biệt được mặt trăng? Ông nên chín chắn suy xét, cái thấy thì nó gá nơi con mắt của ông, còn cái hình tướng là ở nơi cảnh vật. Những gì có hình tướng thời có, còn không hình tướng là không. Cái thức thì động, có phân biệt, còn cái thấy lại yên lặng, không phân biệt, không phải hòa, không phải hiệp. Vậy thì cái thức phân biệt của ông từ đâu sanh ra? Không lẽ không do đâu mà tự có? Các ông không biết trong chân tâm, tánh của thức là tâm, tâm mới thật là thức. Chân thức nó nhiệm màu yên lặng, sáng suốt, khắp giáp cả pháp giới, hàm chứa và sanh ra mười phương hư không thế giới, chỉ tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra, không có phương hướng xứ sở. Thế gian không biết khởi thức tâm phân biệt chấp trước, cho là nhân duyên sanh hoặc tự nhiên có, vân vân, đều không đúng cả. Các ông nên biết đất, nước, gió, lửa, hư không, cái thấy và thức tâm gọi chung là bảy đại. Tánh của nó đều là chân tâm viên mãn, khắp giáp tất cả, vốn không sanh diệt. Các ông vì mê muội nên không biết. Lược giải: chúng ta nên phân biệt rõ ràng thức và cái thấy. Cái thấy là thuộc các giác quan về phần trực giác, nó cũng như cái kiến chiếu cảnh, không có phân biệt tính toán. Còn thức thì có phân biệt tốt, xấu, hay, dở, vân vân. So theo Duy Thức Tôn, để nói cho dễ hiểu, trong đây nói thức là chỉ cho thức thứ sáu, còn nói cái thấy là chỉ về năm thức trước. Tóm lại, nói đất, nước, gió, lửa, hư không, cái thấy và thức cộng là bảy đại, gồm cả vật chất lẫn tinh thần. Đất, nước, gió, lửa, hư không là thuộc về vật chất, còn thấy và thức là thuộc về phần tinh thần. Trong vũ trụ tuy có thiên hình vạn trạng, nhưng tóm lại thì không ngoài vật chất và tinh thần. Đoạn này là nói cả vật chất lẫn tinh thần đều từ nơi chân tâm, tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra như thế này hoặc như thế kia, ngàn sai muôn khác. Như người chiêm bao thấy hiện ra các cảnh vật, đất, nước, vân vân. Về bản thể tâm của bảy đại thì chân, không có sanh diệt. Còn về hiện tượng các hình tướng thì vọng, vì chúng sanh mê muội không biết, chấp thế này hoặc thế kia. Như người đương chiêm bao chấp các cảnh chiêm bao là thật. Một phen ngộ được chân tâm thì bảy đại này đều trở về thể tánh chân tâm. Nhưng người thức giấc thì cảnh chiêm bao liền hết, lúc bấy giờ mới biết các cảnh trong chiêm bao đó đều do tâm chiêm bao hiện ra. Bốn la mã: A Nan, vì ngộ được chân tâm nên đứng dậy phát lời thệ nguyện rộng lớn. Khi ấy A Nan và đại chúng nhờ Phật chỉ dạy rất cặn kẽ, nên mỗi người đều ngộ được chân tâm của mình rộng lớn khắp cả mười phương hư không. Lúc bấy giờ ông lại thấy cả mười phương thế giới rất nhỏ hẹp và rõ ràng, cũng như một lá cây cầm ở trong tay. Tất cả các cảnh vật xâm la vạn tượng trong thế gian này đều ở trong chân tâm. Chân tâm bao trùm khắp giáp cả mười phương thế giới. Khi ấy ông xem trở lại cái thân do cha mẹ sanh đây thật nhỏ nhen làm sao, như một hạt bụi nhỏ ở trong mười phương hư không, dù còn dù mất cũng không thấm vào đâu, và cũng như một hòn bọt nhỏ nổi ở trong bể cả rộng khơi, dầu sanh dầu diệt cũng không nhầm gì. Vì ông A Nan hiểu ngộ được chân tâm của mình thường còn không diệt
và rộng lớn như vậy, nên ông đứng trước Phật chắp tay kính lại và xứng theo chân tâm rộng lớn mà nói bài kệ phát nguyện như vậy. Nguyên văn chữ Hán: Diệu Trạm Tổng Trì Bất Đồng Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Dương Thế Hy Hữu, Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đảo Tưởng, Bất Lực Tăng Kỳ Hoạch Pháp Thân, Nguyện Kim Đắc Quả Thành Bảo Dương, Hường Độ Như Thị Hằng Xa Chúng, Tương Thử Thâm Tâm Phụng Trần Sát, Thị Tác Danh Di Báo Phật Ân, Phục Thỉnh Thế Tôn Vị Chứng Minh, Ngũ Trược Ác Thế Thề Tiên Nhập, Như Nhất Chúng Sanh Vị Thành Phật, Chung Bất Ư Thử Thủ Nê Hoàng, Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi, Hy Cánh Thẩm Trừ Di Tế Hoặc, Linh Ngã Tảo Đăng Vô Thượng Giác, Ư Thập Phương Giới Tọa Đạo Tràng, Thuấn Nhã Đa Tánh Khả Thiêu Vong, Thước Ca Ra Tâm Vô Động Chuyển. Dịch nghĩa: Kính lại Pháp Thân, Báo Thân, Quá Thân Phật và Kinh Thủ Lăng Nghiêm Dương là ngôi pháp bảo rất hy hữu trên đời, tiêu trừ cho con các vọng tưởng điên đảo từ ức kiếp, khiến con chẳng cần trải qua vô số kiếp tu hành mà vẫn đặng Pháp Thân Phật. Hôm nay con nguyện mau đặng thành quả Phật để trở lại độ chúng sanh nhiều như hằng sa. Con nguyện đem thân tâm này phụng sự các đức Phật nhiều như di trần, thế mới gọi là đền ơn chư Phật. Cuối sinh Đức Thế Tôn chứng minh cho lời thề nguyện của con. Trong đời ngũ trược tội ác này, con thề vào trước để cứu khổ chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh nào chưa được thành Phật thì con thề chẳng lãnh quả vui niết bàn. Phật là đấng đại hùng, đại lực và đại từ bi. Cuối sinh Ngài tiêu trừ các điều mê lầm di tế cho con, khiến cho con sớm đặng thành quả Phật để hóa độ chúng sanh khắp cả mười phương thế giới. Giả sử hư không kia có thể tiêu diệt hết, chớ chí nguyện của con đây chẳng hề lay động. Lược giải: Ngài A Nan vì ngộ được chân tâm của mình rộng lớn, bao hàm cả vũ trụ, vô biên thế giới, vô tận chúng sanh đều ở trong chân tâm cả. Lúc bấy giờ Ngài thấy mười phương thế giới rất rõ ràng và nhỏ hẹp, cũng như cái lá cây cầm ở trong tay. Còn thân này nhỏ nhen như hạt bụi bay trong hư không, dầu còn dầu mất cũng chẳng thấm vào đâu. Bởi Ngài ngộ được chân tâm rộng lớn, cùng với chúng sanh đồng một thể không hai, cho nên Ngài mới xứng theo chân tâm rộng lớn khởi ra đồng thể đại bi, phát lời thệ nguyện rộng sâu như thế. Xem như câu: Trong đời ngũ trược tội ác này, con thề vào trước để cứu khổ chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì con thề chẳng lãnh quả niết bàn. Và câu: Giả sử hư không kia có thể tiêu hết mà chí nguyện của con đây chẳng hề lay động. Trong kinh nói: Thế giới vô biên, chúng sanh vô tận, biết bao giờ độ cho hết tất cả chúng sanh mà Ngài lại thệ nguyện xung phong vào đời ngũ trược tội ác trước hết để cứu độ chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì Ngài chẳng chịu an vui ở cảnh niết bàn. Thật là lòng từ bi rộng lớn vô cùng, chí nguyện cao thượng hy sinh độ đời của Ngài như thế, đáng cho chúng ta trọn đời bái phục. Trông lên Ngài rồi ngó lại ta, thấy rõ tâm trí và hành vi của mình thật cũng quá ư hẹp hòi và thấp thỏi.